Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Liên quan tới vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chùm xe sang Phan Công Khanh, nhiều người đã ra câu hỏi về những chiếc xe sang trong showroom của Khanh sẽ được xử lý như thế nào khi ông chủ của chúng bị tạm giam. Mới đây, luật sư Nguyễn Văn Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã đưa ra những nhận định giải đáp thắc mắc về việc dàn siêu xe sẽ được xử lý trước pháp luật. Nếu những chiếc xe trong showroom có liên quan tới hành vi phạm tội sẽ bị tịch thu, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc công ty luật TGS, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo điều 126 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, để đảm bảo cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án trong phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp áp giải, dẫn giải, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản theo Điều 128 Bộ luật này, kê biên tài sản là biện pháp cưỡng chế do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng đối với bị can, bị cáo trong trường hợp nhất định nhằm đảm bảo thi hành án. Việc kê biên tài sản sẽ áp dụng đối với những bị can, bị cáo phạm tội mà theo Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định hình phạt tiền có thể bị tịch thu tài sản hoặc kê biên để đảm bảo bồi thường thiệt hại ngoài ra chỉ kê biên phần tài sản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền tịch thu hoặc bồi thường thiệt hại tài sản bị kê biên được giao cho chủ tài sản người quản lý hợp pháp hoặc người thân thích của họ bảo quản. Bên cạnh đó, người được giao bảo quản mà tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh cháo, cất giấu, hủy hoại tài sản bị kê biên thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp của Phan Công Khanh, theo thông tin hiện có, luật sư Tuấn nhìn nhận tại showroom của Khanh còn sở hữu hàng loạt siêu xe với giá trị lớn. Tuy nhiên, cần phải xác định chính xác số siêu xe đó thuộc quyền sở hữu của riêng Khanh hay là tài sản của người khác hoặc đồng sở hữu với người khác. Ngoài ra, cần làm rõ tính pháp lý của những phương tiện đó và xác định những chiếc xe này có phải là tài sản hình thành bởi hành vi vi phạm pháp luật hay không. trong trường hợp dàn siêu xe thuộc quyền sở hữu của riêng khanh, cơ quan chức năng có thể tiến hành kê biên tài sản nhằm đảm bảo công tác thi hành án và chỉ kê biên tài sản tương ứng với mức bồi thường thiệt hại do nghi phạm gây ra nếu những chiếc xe liên quan tới hành vi phạm tội số phương tiện này có thể bị tạm giữ để điều tra và sẽ bị tịch thu dùng quỹ nhà nước nếu kết luận cuối cùng của cơ quan tiến hành tố tụng cho thấy đây là tài sản có được từ hành vi phạm tội Ngoài ra, theo thông tin hiện có, công ty của Khanh hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Theo quy định tại khoản 6 điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khi công ty có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam hay chấp hành án phạt tù thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới nhất của hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty như vậy đối với trường hợp này do khanh đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên thành viên còn lại sẽ đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty khi đó người này sẽ tiếp tục quản lý showroom cho tới khi có quyết định mới của hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật quyền chiếm hữu định đoạt đối với số tài sản hợp pháp của công ty. Cụ thể là dàn siêu xe sẽ tùy thuộc vào quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được ghi nhận tại điều lệ của công ty. Đối với những khách hàng đang thực hiện dở giao dịch mua xe với Khanh, nếu tài sản đó thuộc diện bị kê biên thì phải tạm dừng, hủy bỏ giao dịch cho đến khi có quyết định giải quyết vụ án. Đối với những tài sản không bị kê biên thì giao dịch mua xe với Khanh vẫn có thể tiếp tục. Khi đó Khanh có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình tiếp tục việc mua bán. Như vậy qua nhận định của luật sư Tuấn, việc tiếp tục sở hữu kinh doanh những chiếc xe thuộc showroom của Phan Công Khanh hay không sẽ cần phụ thuộc vào điều tra của phía lực lượng chức năng. Những đại gia nào từng là chủ chiếc McLaren 650S bị Phan Công Khanh cầm cố? Vâng thưa quý vị, chiếc xe với mã hiệu McLaren 650 được nhiều đại gia trong giới siêu xe săn đón, không nằm ngoài dự đoán, con xe này đã qua tay nhiều đời đại gia như ông chủ cà phê Trung Nguyên hay chồng cũ của Diệp Lâm Anh. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phan Công Khanh, sinh năm 1994, quê ở Bến Tre, thông tin và hình ảnh về siêu xe liên quan đã được hé lộ. Theo đó, đây là mẫu McLaren 650 Spider hiện có giá bán khoảng 9 đến 10 tỷ đồng trên thị trường xe cũ. Theo lời khai của Phan Công Khanh, chủ showroom Kay Super đã cầm cố chiếc McLaren 650 Spider để lấy 2 tỷ đồng để chuộc Mercedes G63 đã cầm cố trước đó. Chính vì thế, chủ nhân của chiếc McLaren 650 S Spider đã tố cáo Phan Công Khanh tội lừa đảo đến cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh và đối tượng đã bị bắt ngay sau đó. Từ khi vụ việc xảy ra, chiếc siêu xe này đã được nhiều người săn đón, đặt ra câu hỏi, không biết rằng tuổi đời xe sang đã qua bao nhiêu đời chủ. Được biết, siêu xe McLaren 650S Spider trong vụ phan công khanh bị bắt có màu nguyên bản khi mới mua là màu cam vocado Orange được một đại lý tư nhân nhập về. Chiếc McLaren 650S Spider trên về Việt Nam từ năm 2016 là chiếc thứ ba về Việt Nam. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục ra biển số thành phố Hồ Chí Minh, chiếc siêu xe đã bàn giao đến tay chủ nhân đầu là ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên. Do yêu thích bốn màu trắng, xám, xanh lá và đen, ông Trung Cà Phê đã làm mới ngoại thất của siêu xe Anh Quốc bằng cách sơn màu hoàn toàn mới thay vì dán đề can như cách làm hiện nay. Giữa năm 2018, trước những ồn ào xung quanh vụ ly hôn nghìn tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, siêu xe Anh Quốc này cùng với hai chiếc Rolls Royce được bán đi. McLaren 650S Spider được thiếu Giang nghiêm đức, chồng cũ của Diệp Lam Anh tậu về. Xe đổi sang màu xanh lá và màu hồng trong thời gian doanh nhân sinh năm 1990 này sử dụng. Đồng thời thường xuất hiện trong nhiều sự kiện và buổi tụ họp với doanh nhân cường đô la. Sau khi trải qua nhiều chủ, McLaren 650S Spider đã được tân trang thêm nhiều bộ cánh mới với đa dạng thể loại màu cũng như họa tiết khi đến với người chủ mới. Uy năm 2020, vị thiếu gia bán lại 650 S Spider và người chủ tiếp theo của con xe này chính là chị LNTH, nạn nhân trong vụ việc bị Phan Công Khanh lừa. Trong giới chơi siêu xe, chị H được biết đến là một nữ Việt kiều 9X, chịu chơi với biệt danh GL. Cô vốn là một trong những người bạn thân và là khách VIP của Phan Công Khanh. Trước đó kể từ năm 2022, chiếc xe hiếm khi xuất hiện trên đường phố, dù không có thông tin giao bán trên thị trường xe cũ và chủ xe vẫn ở Việt Nam một chiếc xe sang không chỉ ở mệnh giá tiền mà còn từng đường nét trên xe cũng có thể toát lên sự đẳng cấp của người chủ sở hữu. McLaren 650S Spider mang thiết kế lấy ý tưởng từ mẫu Hypercar McLaren P1 chứ danh. Dù sử dụng nhiều đường nét thể thao, xe vẫn toát lên phong cách thể thao. Phần đầu xe đơn giản với hai hốc gió lớn, đi kèm với cụm đèn chiếu sáng dạng móc câu, đặc trưng của thương hiệu siêu xe Anh Quốc. Phần đuôi xe tương tự khi thiết kế cụm đèn hậu, đơn điệu, gồm hai dải LED nằm song song. Cánh gió có thể nâng hạ tự động khi xe vận hành. Bên dưới là bộ khoách tán không quá dườm già, cọc cạnh. Xe được trang bị bộ mâm năm chấu kép kích thước 19 inch phía trong nổi bật với kẹp phanh màu đỏ và hệ thống phanh gốm carbon. Ban đầu bộ mâm này sơn hai tông màu sáng, tối nhưng được sơn lại màu đen hoàn toàn. Nắp cabo độ lên loại mới làm từ sợi carbon, có hai hốc gió giả giúp diện mạo xe giống như Hyper P1 hơn. Một số chi tiết khác của chiếc 650S Spider này cũng là tùy chọn làm bằng chất liệu carbon như ốp gương chiếu hậu, ốp cản trước, nắp logo trên bánh xe, ốp hốc gió hai bên sườn và ốp cản sau một chiếc siêu xe có giá lên đến 10 tỷ đồng nhưng mang nhiều tai tiếng. Những người chủ sở hữu trước tới nay vẫn là những siêu đại gia chịu chơi. Tên tuổi của những chiếc xe sang khiến cho danh tính của nhiều người chịu chơi trở nên nổi tiếng. Thế nhưng như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhiều ông chủ gặp vận hạn thời gian qua, không liên quan đến lao lý thì cũng gặp rắc rối trong kinh doanh. Có khi nào sự giàu sang đã làm tha hóa đi một con người? trước những lùm xùm xoay quanh vụ lừa đảo tinh vi của phan công khanh và chiếc xe tiền tỷ khiến dư luận quan tâm tới việc những chiếc xe giang sẽ được ai tiếp quản liệu khanh có giàu như những gì hắn khoe trên mạng xã hội hay tất cả chỉ là bình phong cho một kẻ lừa đảo đội lốt đại gia hay nói đạo lý để che giấu con người thật bên trong tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo